Tôi sẽ làm ba câu đếm này đây cho tôi tác dụng như cao hát. Cao hát BA sẽ lấy 2 thì chắc chắn nó không phải được. Số 2 thì hầu như nó cũng không tác dụng mấy. Có đủ được kết quả với ba thì lượng cái hai nó vẫn hồi trước mình biết là nó có một phản ứng với nước nhưng mà nó kiểu rất là ít, hai cái ba nó tạo ra thì coi như không đủ gì phản ứng với CO2 đâu. Nó thằng S3 này thì được, thằng S3 này nó tác dụng với nước. Đó thì bốn đấy. Là hát hết 4 được bởi vì cái này cách ly hoàn toàn thành hát 4 này trừ cho nên vẫn có hát 4 tất cả ba chất cuối đúng không? Và tư mình người làm đúng rồi. Và năm thì mấy câu tính chất vật lý ôn lại tí mình quên. Loại nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wolfram đúng không? Mình cái này nhớ trong sách có hết rồi đúng không? Độ dẫn điện của nhôm thì tốt hơn đồng. Sai đúng không? Dẫn điện ở đây chúng ta cho này. Dẫn điện chúng ta nhớ như thế này, dẫn điện chúng ta cũng hay hỏi. Chúng ta nhớ là bạn bạn chắc không biết là bạn nào nhận bạn nhớ đấy nhiệt nhau thường các kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt đúng bởi vì cái này nó đều do liên quan đến bởi vì cái electron tự do các kim loại thứ nhất là kim loại chrome đúng đúng như group đúng group. Ok chưa? Câu tiếp theo đó là câu 36. Câu 6 thì ta xem bài gì. Ba vào C3 thì ta thể viết luôn được. Cái cần gì viết nữa ta là cái phần này. Nhưng mà mọi người cũng phải giảm được béo hai lần đúng không? Không biết là mình dần dần thì du thì không thể tiếp được. Cái độ AB là có tiếp được. Cái này là không cả hai đều có tính chuyển. Bởi vì cái muối này mình không học thì mình cần đoán. Thường những cái mà muối A lớn 2 ít học này thì chúng ta có thể đoán. Bởi vì là nó đều là muối tạo bởi muối tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu đúng không? Cả hai thằng này đều tìm kiếm kiểm yếu nên không phản ứng được. Thì chúng ta nhớ lại là cái KLO2 ấy, thì nó phản ứng với các cái axit của cái axit mạnh và axit yếu. Thế là cái này chúng ta khi mà chúng ta hiểu là nó đều có tính kiểm yếu là mình có thể dự đoán được một số phản ứng kiểu mình có thể dự đoán. Mình cũng nên nắm được các cái quy luật đấy mình dự đoán. Vì sau làm các cái câu đến vô cơ này nó mới tin. KL2 thì phản ứng được với cả axit mạnh, axit yếu. Thì ví dụ như là axit yếu thì chúng ta gặp ở CO2. Các
bán D này thì không phản ứng rồi, phải mới sắt 2 thì nó mới phản ứng được, mới sắt 3 thì không phản ứng được. 3G cộng với cái Fe3 cộng thì nó đều là hàng trên, đều là hàng bên trên cả thì đương nhiên không phản ứng được. Trao đổi thì đương nhiên không được. Cái này thì ta cộng với nước nữa. Vậy ta sẽ có 3 đúng không? 6 này là 3 toàn 5 2. Những câu này ta phải thịt cho nó ngon lành rồi, thịt ngon lành mới cần.